Rồi, ok, chào mọi người. Hôm nay lại lên tiếp với người một lô cần và mãi câu nha mọi người. Thì lô cần câu này đa phần những cây cần anh em thấy đây, những cây cần cắm gốc thôi, những cây chuyên về dích biển. Có cây này mái ngang và một cây mái đứng chuyên về cho anh em câu gần, câu cá chép. Về phần mái thì đa phần sẽ là mái của Daiwa và Shimano, có con Twin 4000 kìa. Đó, rồi để sắp vô cụ thể từng mái và cây cần cho mọi người xem. Sếp bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗ clip sắp lên đó thì em gửi về cho shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Gửi người mẫu máy số 1. Mã số 1 gửi người một con máy Shimano Twin Power. Thì đây là đời 95 nha mọi người, đời 915, 95. Một con máy dạng xem như đời cổ rồi, nhưng mà mọi chức năng hoạt động ok hết. Thì máy này của Nhật sản xuất nha. Máy đây tổng thể rất là mới. Theo năm tháng thì nó rất là ok rồi. Được cái thì cái đời này thì nó rất là im, nó độ khỏe nó rất là cao nhé. Đây, vết chày xước thì xem như rất ít, có mấy vết xước lông mèo thế này nè. Đó. Phần cái đây thì rất ít nè. Đó. Rất là đẹp, máy rất đẹp. Thì đây là một con máy 3000, thì cước số 3 sẽ được 150 m, cước số 4 sẽ được 100 m. Với máy 3000 này chuyên về cho anh em nào câu lua, lua lóc, lua chẽm, anh em câu ngâm, câu lăn xê cũng rất ok ha. Máy là đặc biệt là máy tôi đây chuyên về cho anh em câu lua. Máy thì hoạt động rất là mượt nha mọi người. Rồi này thì hoạt động thế này này rất là êm này. Được ok. Phá một chiều hoạt động ngon lành. Rất là mượt nha. Rồi giá công khai mã số 1 giá là 1.500.000 người, 1.500.000 cộng ship mã số 1, hoạt động chân chu mượt mà nhé. Tiếp theo mã số 2 thì mã số 2 lên tiếp người một con mã của Shimano. Thì đây một con mã Shimano Utega. Khoan, con mã số 1 á, cái quyền cối ở trong thế này, trong đây nó bị oxy hóa nhẹ rồi mọi người. Đó. Thì bán hàng thì bảo nhẹ, báo trước cho anh em nha. Nó bị oxy hóa nhẹ thế này. Nhưng quyền trong này thì nó không ảnh hưởng gì nhé. Đó. Tổng thể nhìn cũng rất là đẹp, đẹp và ok. Rồi, tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là tiếp người quản một con máy của Shimano. Đây một con Shimano Utega 2500. Thì con này đời 95 nha mọi người. Lọc đời 2005, 2005. Máy này rất là đẹp. Đa phần những máy này thì dạng tiễn cửa hàng về. Đây. Máy rất là đẹp. Đặc biệt là máy này được xuất tại Nhật nhé. Nút châm dầu nó họ chưa có dấu châm luôn nè. Đó, rất là đẹp. Đây. Là cực ok. Chúng thì máy này rất là đẹp này. Đó. Dạng xước lông mèo, ít chỗ mấy cái mạ này thôi. Đó. Thì máy 2500 thì cước số 2.5 sẽ được 150 m, cước số 3 sẽ được 115 m. Anh em coi BE thì BE số 1.2 vô được 200 m, BE 1.5 vô được 160 m. Máy rất là đẹp. Shimano Utega 2500. Máy đổi trái phải bình thường, hoạt động ngon lành. Đó, rất là mượt ha. Quay ngược ok. Đó. Quay tới ok. Rất là ngon lành. Con này anh em về câu lô lóc hết bài. Đó. Phá một chiều ngon lành hết. Và tiếng mua pin của con Utega này kêu rất là hay. Kêu rất là hay và hay. À, rồi giá công khai mã số 2 giá là 1.800.000 người, 1.800.000 cộng ship. Tiếp theo mã số 3 gửi tiếp người là một con máy của Daiwa. Thì đây một con máy Daiwa Cardina. Đó. Cardina 2506H và máy này có mặt siêu nha, kháng nước, kháng muối, câu nước biển. Và đây là một con máy có nông cước BE số 1.5, số 1 á sẽ được 110 m, BE số 8, BE 0.8 sẽ được 140 m. Ngoại hình thì cái này nó xây xác nè, máy này thì shop sẽ bán với giá thanh lý.
xước cái này nè, tay que gang gặt nè đó. Đổi trái phải bình thường, hoạt động thì trơn tru nha mọi người, rất là êm ha, mực mà. Phá 1 triệu ok, quay ngược ok, quay tới ok đó. Lấy cước thì ok luôn, con lăn thì ngon ngon lành đẹp, bộ bình thì kêu rất ok. Máy này được sản xuất tại China rồi, giá công khai máy số 3, giá 1,2 triệu người, 1,2 triệu k cộng ship máy số 3. Tiếp theo máy số 4, máy số 4 lên tiếp người, một con máy của Daiwa. Thì đây một con Daiwa Emblem, đây một dòng Daiwa rất là nổi tiếng của Nhật, một con Daiwa Emblem, máy rất là đẹp mọi người, đẹp và bóng, rất ok. Con lăn này rất là đẹp luôn, lăn là vẫn lăn bình thường nhé. Đây đó, chuông mô viên ok, máy sản xuất tại Nhật, tem lụa, nó có xước cái này một tí nè, xước này một tí, tổng thể phần lại ok, đẹp hết. Con này một con Daiwa 2000, nó có xe tương đương tầm khoảng 2000 Shimano luôn nha mọi người. Đó, cước số 2 chơi được 150m, cước số 3 chơi được 100m và máy hoạt động rất là mượt, rất là mượt mà nha mọi người. Quay nhẹ thế này nó quay nè, đó, những con máy đây qua thế này nè, nó hoạt động rất là trâu bò luôn, độ bền của nó rất là cao, mượt mà nhé. Máy cước ok, bô bin rất là đã nha mọi người. Rồi, giá công khai máy số 4, giá 1,2 triệu người, 1,2 triệu cộng ship máy số 4. Tiếp theo lên đây, đây sẽ là máy số 5. Máy số 5 gỡ lên tiếp người, một con máy chuyên về cho anh em nào câu ngâm, câu ngâm, câu tra thực, câu tra giải, sân hàng. Thì đây một con máy của Shimano, đây một con Shimano Buildmaster 6000 BG. Máy này rất là đẹp luôn, ngoại hình theo cái vỏ này thì rất đẹp nhưng nó vẫn có say xét mà xuất sắc. Đây hàng này hàng của Nhật sản xuất nha, đặc biệt con này được sản xuất tại Nhật. Bên ngoài để nhìn rất là ok, tương đối sáng nha. Đó, con lăn nó bị xước nè mọi người, đây xước sắc nha, lăn thì vẫn lăn bình thường nè. Đó, tay quay xích cốp ngang quặng, lấy ra soi từng chi tiết cho mọi người xem. Con này thì thích hợp về cho anh em nào dạng câu ngâm, câu đăng xe, câu bạo lực, câu cha, câu chép. Máy có xây xác cái này một tí nữa, phần bên đây cũng xây xác nè. Đó, cảm thấy ok, cối thì đẹp nha mọi người, cối đẹp không bị muối ăn. Đó, mô bin ok, hoạt động ngon lành, tay quay ok, nguyên zin hết. Đây, hoạt động trơn tru nha mọi người, ngon mượt, không gung lắc nha, hoạt động ngon lành, quay ngược ok, quay tới ok. Thì con này một con 6000 BG, BG dòng tô chiên về cho anh em cậu cá nha. Nó G tầm khoảng 4.6. Cước đây, thông số cước 6000 thì cước số 6 sẽ được 170m, cước số 2 sẽ được 210m. Be thì be số 2 sẽ được 240m, be số 3 sẽ được 300m và be số 5 sẽ được 170m nha. Thì mấy con máy thế này thì anh em cần thì báo mình chụp hình cẩn cảnh lại cho mọi người nha. Rồi, giá công khai máy số 5, giá 2,5 triệu nha mọi người, 2,500k cộng ship. Tiếp theo nữa là con máy số 6. Máy số 6 lên tiếp người, một con máy của hãng Daiwa. Thì đây một con Daiwa CTS mọi người, một con Daiwa CTS. Thì máy này có mặt siêu, anh em có thể câu nước biển cũng được, nước biển được nha mọi người. Anh em có thể câu dít nè, câu ngâm, câu lure lóc, mà anh em đánh giá thiệt á, máy này chuyên về đánh giá thiệt nhiều hơn, câu lóc gừng.
Vì con máy này máy 3.000, xây tương đương ra tầm khoảng 4.500, 5.000 nha mọi người. Máy này tổng thể nhìn còn tường đỏ sáng nè. Đó. Nó có xước ở đây một tí nè. Đó. Máy này sẽ được sản xuất tại Nhật nhé. Đây qua sự test tôi quay à. Đó. Máy con này đánh lốc cực kỳ lực luôn nha mọi người. Đó. Máy này đánh lốc cực kỳ lực. Như là con này chạy 10, 11 mặt đạn nha mọi người. Thì con này có B 2.5 sẽ được 200m, B số 1.2 vô được 350m nha. Đây. Con lăng đẹp. Núm nó được là núm độ nha mọi người. Núm độ RCS. Máy thì hoạt động trơn tru ha. Đó. Ngon lành. Mượt ok. Đó, rất là mượt. Về tới ok. Rồi, giá công khai mã số 6, giá là 3 triệu người, 3 triệu cộng ship mã số 6 nhé. Mã rất là ok, chuyên về cho anh em cầu bạo lực. Tiếp theo con mã số 7. Con mã số 7 lên tiếp người là một con máy của Shimano. Thì đây một con Shimano Twin Power 4000 XG. Với dòng XG là dòng tua nhanh mọi người. Đó, GTO là tua nhanh. Và máy được sản xuất tại Nhật. Và con này đời của nó là đời 2015 nha mọi người. Đời 2015. Bản là một bản SW. Dạng kháng muối nha mọi người. Cầu anh em con nước biển. Cầu biển. Đây, có hộp sách đầy đủ nha. Có túi nữa mà túi để đâu rồi. Để. Đó. Dòng XG là dòng tua tầm khoảng. Đây mọi người, dòng tua tầm khoảng 6.2 nha mọi người. Đây, thông số kỹ thuật của máy. Dòng tua của nó là 6.2. Nó tải mát rất của nó là 11kg. Nặng là 355g. Và đây, thông số BE. Thì BE số 2 sẽ được 210m. BE 1.5 sẽ được 100, vô được 320m. Đó. Thông số cước. Thì cước số 4 sẽ được là 145m nha mọi người. Đó. Đây, máy chạy là 11 mặt đạn. Thì đây một con máy hàng lướt từ Nhật về. Đây, rất là đẹp, SW. Chổi ok nha mọi người, chổi nó nguyên bản hết, không bị oxy quá. Đó, rất là đẹp. Con này về cho anh em nào cũng dích biển, lên lóc hết bài. Máy được sản xuất tại Nhật. Với những con dòng tua mà 6 chấm đi lên á, cái đề ba của nó rất là nặng tay nha mọi người. Nó quay dòng tua nhanh á, tăng lực tải nè. Hoạt động chân chu nha mọi người. Mượt mà. Mua về sống, lễ tức ok. Con lăn thì ok, đẹp đẽ nhá. Dòng XG chuyên về cho anh em câu lua, câu dít biển. Đó. Con 4000 này anh em câu dít trụ biển, câu dít trụ điện, dít gạn là hết bài. Đó. Đánh lai dít. Ngon lành nha mọi người. Rồi, giá công khai mã số 7, giá là 5.5 nha mọi người, 5.500k cộng ship mã số 7. Qua đây, sơ lược qua nhanh mấy cái cần nha mọi người. Thì cây thứ cái mã số 8, mã số 8 lên cho mọi người một cây cần dít. Đây, một cây cắm gốc dít biển. Đó. Thì anh em nhìn từ xa thì đã bán. Đây một cây fan xít hết cho mọi người. Đó, fan bấm xít. Và cây này còn gốc ok luôn. Phôi là phôi carbon. Đó. Đây, cái đuôi của nó là cái đuôi cắm vào cái đai cho anh em dạng câu ngâm nè. Đó. Thì đây một cây tay qua. Đó, đây, cây tay qua. Bát của nó là bát Fuji nhé, bát Fuji, phen là phen Fuji Sheet, phen bấm nha mọi người. Sheet. Thì cái này được sản xuất tại Taiwan. Đó. Và cái này dài là 1m98. Nó dít mát dít từ 20-60g. Line bè của nó từ 2-1, từ bè số 1 đến bè số 2 nha mọi người. Đó. Mát rắc của cây này 3kg. Cái này là chuyên về cho anh em câu dít trụ điện nè. Đó, trụ điện anh em dít gạn gần bờ. Đây, phân xít hết nhá, phân bơm. Hoặc anh em có thể câu ngâm. Đó, hết bài.
bu là bu Fuji Moche đó, bu xít hôi thì rất là đẹp này, không có xe xét nhiều hết. Đây, lại bao qua sức mạnh mềm và đây hôi đây đó. Khá là đành. Và cái này nặng là 240g nha mọi người, đọt 21. Rồi, giá công khai cây số 8, giá là 1.9 nha mọi người, 1.9 cây số 8. Tiếp theo cây số 9 thì cây số 9 và cây số 20 là cùng thông số nhé. Đó, cây số 9 và cây số 10 là cùng thông số. Mình sẽ đọc cây số 9 trước. Thì cây số 9 là một cây cần của hãng Daiwa. Thì đây một cây cần của Daiwa Phantom. Đây, tất cả đều là phân xích hết. Phân xích chân đen. Và đây một cây Daiwa Phantom. Dài là 2m. Dài là 2m4 nha mọi người. Dài 2m4, độ cứng là ML. Và cái này nó lua từ 14 đến 50g, lại từ 12 đến 30lb nhé. Hàng sản xuất tại Taiwan. Và cái này nó nặng là 280g, đọt 2.4L. Sở hữu bộ phen là bộ phen xít hoặc phen bóng chân đen nha mọi người. Bát tâm bát của Daiwa. Đây mọi người, Daiwa Phantom. Cán cây này thì nó còn cái màn siêu bao luôn này nè, chưa tháo luôn nha mọi người. Đó. Phôi thì phôi với tổng thể ngoại hình thì cây này còn rất là đẹp. Cây này nó chỉ có một cái lỗ nhỏ xíu thôi. Đó. Đây phen xít nhá. Xít xứ dày. Sứ bóng đem sức đầy đủ, phôi rất là đẹp. Đây, đó, ngon lành đó, đây, nó bị gạt tiền ở đây một tí này đó, không ảnh hưởng gì nhé. Thì đây cái đọt của cây này, đọt cây này nó bị như nó bị chóc keo như mọi người. Đây chóc keo à, nó còn zin luôn nhé. Thì shop cái này shop sẽ bán giảm giá lắm người, về cho anh em nào tháo ra đi keo đi chỉ lên nhé, tại shop muốn đi zin cho người á, tự về tự đi keo chỉ giúp shop. Tất cả phen ok hết nhá, phen đẹp. Thì cái này giá công khai là 1.9 nha người, 1.9 cây số cây số 9. Cây số 10 thì nguyên bản nha mọi người, thì số 10 nguyên bản đẹp và không lỗi. Đây, vẫn vậy, 2m4 sản xuất tại Taiwan, lua từ 14 đến 50g. Cái này anh em có thể về câu lua lóc nè, bình thường anh em câu biển dạng đánh bắp pin đó. Đây, một lựa chọn gấp ok. Đó. Phen xít phen 340. Anh em phải câu ngâm cũng được, cũng rất là ngon. Đây, cây này thì keo chuẩn hết nha mọi người. Đó. Đây, keo phen ok chuẩn hết. Có cây kia thì nó hơi gạt tên một tí thôi. Bu nguyên zin nhá. Bị xước ở đây một tí, xây xác chóc nước sơn do trong quá trình vận chuyển về mọi người. Càng này đẹp này. Đó. Rồi, giá công khai cây số 10, giá 2.2 triệu người, 2.2 cây số 10. Tiếp theo cây 11. Cây 11 lên tiếp người một cây cắm gốc, cây dứt biển. Thì đây một cây cắm gốc nội địa Nhật, một cây hàng của hàng tem Zenith nha mọi người. Zenith nội địa Nhật. Nội địa Nhật nha mọi người. Và cây này dài 1m8 nhé. Cây này dài 1m8 thôi mọi người, thấy phôi nó, phôi dạng phôi cargo nè. Phôi carbon cargo dài 1m8. Cái này nhích từ 20 đến 60g. Lai bè từ bè số 1 đến bè số 3 nhé. Một cây Zenith. Bát của nó sẽ là bát Fuji tem vàng. Và cái này đọc của nó sẽ là đọc 3.1. Nặng là 215g. Đó, bát là bát Fuji tem vàng. Đó, phôi là phôi dạng phôi cargo carbon. Đây. Phen là phen bóng Fuji. Đó. Phôi trên đây sẽ là phôi quăng dạng kim cương mọi người. Đây, quăng rất là đẹp. Đây, đó. Quăng rất là đẹp ha. Đó. Keo chỉ phen ok hết nhá, hàng nguyên zin.
Bufoxy chống sẵn đó. Bù xít luôn nha. Quăng quăng cái quăng carbon trên tay cũng rất là đẹp. Đó. Quăng dưới góc là quăng carbon. Đó. Cái này về anh em dứt biển nha. Dứt biển câu ngâm, câu bạo lực. Rồi, giá công khai cây số mua 1, giá 2 triệu 5 nhé. Cây một cây hàng nội địa nha mọi người, hàng nội địa Nhật. Tiếp theo cây 12, cái 12 lên tiếp người vẫn một cây hàng Zenith nè. À, nội địa Nhật luôn. Thì cây này nó dài nè, 1m74 giống người, dài 1m74. Phôi vẫn là phôi caro nè, đó. Đây. Dài 1m74 phôi caro ảnh kim. Cây này dít từ 90 đến 180 gram mọi người, dít từ 90 đến 180 gram. Like bè từ bè số 2 đến bè số 4. Cây này dạng đến bạo lực. Đó. 180 gram là anh em câu vàng vàng ok rồi. Bát của nó là bát Fuji. Phen là phen xít nha mọi người, phen Fuji xít. Phen bấm. Và cái này nặng của nó là nặng 236 gram. Đọt khoảng là 31. Phôi ở trên nó quẩn sẵn nha mọi người, à, sẵn vòng và sẵn hai lớp luôn, à, rất là đẹp nha. Đây, hàng nguyên xin, à, buôn chống sẵn. Vì cái này nó sẽ dít cao một tí thì giá nó cũng hơi cao một tí. Rồi, giá công khai cây số 12, giá là 2 triệu 8 mọi người, à, 2 triệu 8 như cây số 12. Rất là đẹp, một cái cành rất là đẹp. Phen này, nhìn từ xa rất là ok ha. Đầu nãy rất là cao. Tiếp theo cây 13. Cây 13 lên tiếp người là một cây cần của hãng Daiko, một cây hàng vẫn là hàng một cây nội địa Nhật nha mọi người, hàng nội địa Nhật. Và cây Daiko này thì là một cây Daiko dít bạo lực. Cây này dài là 2m28 mọi người, dài 2m28. Phôi của nó vẫn là phôi carbon. Dài 2m28, nặng là 405 gram. Đọt của nó là 31 nha mọi người, đọt 31. Và cây này mát rắc của nó là 10kg nè, dít mát của nó là 170 gram. Và like từ be, like từ 25 đến 30 lb, tầm khoảng 15kg. Hàng Daiko là từ Nhật nhé. Cây này thì tổng thể nguyên hình nó có xây xác ít nè, có xây xác phôi carbon. Đó. Phen là phen xít, phen đề 340. Mấy cái này thì nó bộ phen nó tương đối đắt tiền. Đó. Kheo chỉ phen ok hết nha, chuẩn bài. Buồn mà chạy. Cái này anh em có thể câu ngâm, câu nhích, đánh bút pin. Đó, chơi bạo lực. Hàng này hàng đánh bao lực rồi. Cây này anh em có thể câu dầu đếm, à, đánh dầu đếm là hết bài, chuẩn chỉ luôn á. Nhìn phen đây hết chê nha mọi người. Rồi giá công khai cái 13, giá là 2 triệu 4 nha mọi người, 2 triệu 4 cộng ship cây 13. Tiếp theo cây số 14. 14 lên cho người quẳng một cây hàng dít, cây cắm gốc, cây một cây cắm gốc nội địa Nhật. Thì đây một cây hàng của hàng ban nha mọi người. Đây, anh em đã biết hàng ban hàng nội địa nhé. Và cây này còn túi luôn. Đó. Phôi vẫn là phôi carbon. À, cây này thì độ mới nó ra tầm khoảng 95% nhé. Rất là mới. Một cây ban nội địa Nhật. Và cây này dài của nó sẽ là dài 1m8 nha mọi người. Dài 1m8, đọt 2.5 ly. Nặng là 180 gram. Và cái này nó lua từ 17.5 gram đến 56 gram nha mọi người. Đó, lua từ 17.5 gram đến 56 gram. Like của nó là 12 lb nhé. Đây mai ngoại hình thì rất là đẹp. Đây phen là phen dạng phen hai kinh, phen biển, phen xít nhé. Cái này anh em về câu ngâm, à, hết bài, câu trên bè, trên thuyền, đó, phen keo chỉ thì nguyên zin hết, rất là đẹp, cần độ mới thì chỉnh chỉ rồi, đó.
không lỗi nhá, bao lỗi với mọi người luôn. Cái này về anh em câu ngâm, câu cá cha, câu lăng xê, câu trên bè, trên ghe là hết bài. Đó, rất là chuẩn chỉ một cực cần. Anh em có thể dạy anh em câu cano á, thì anh em lấy cái này đi săn săn cá lăng đua đỏ. Đó. Mấy cái này thì độ nảy nó cực kỳ cao luôn. Đó, nên anh em yên tâm giữ cá cực kỳ tốt. Rồi, giá công khai cây số 14, giá là 2.3 em ơi, 2.300k cộng ship. Tiếp theo cây số 15. Thì cây số 15 lên cho mọi người một cây hàng hệ nè. Đó. Thì cây này một cây cần của hãng UFM. Đây một cây hàng hệ của hãng UFM. Đây. Đó. Phôi của nó sẽ là phôi Boro nha mọi người, phôi Boro. Và cây này nó dài là 1m8 hàng cắm gốc. Đó, dài 1m8 hàng cắm gốc nhé. Và cái này nó nặng là 105g, rất là nhẹ nhé, nặng 105g. Thì cái này nó lua từ 1.75 đến 10.5g nha mọi người, lai từ 6 đến 12 lb. Cái này độ cứng thì xét về độ cứng thì nó tương đương tầm khoảng ngân lờ. Các anh em nào câu cảm giác cái này được cái là phôi nó xịn, phôi xịn và phen nó cũng rất là xịn luôn, bá tầm bát gòn. Đây phôi rất là đẹp, phôi sẵn bu gô. Phen của nó đây mọi người, phen của nó là chân, sẽ là chân titan nhé, lõi là lõi xích, xích gòn luôn. Đó. Đây pussy chân này là chân titan nha mọi người, lõi xích gòn. Đó. Phôi cằn thì rất là xịn này. Đó, phôi bu gô này cũng bị xước xác nè, trong quá trình vận chuyển nè, nhưng mà không ảnh hưởng gì nhé. Phen xịn sò, bu chống sẵn, bu xít luôn nha mọi người, xít gòn luôn. Rất là đẹp bộ phen, không chê vào đâu được. Đấy vậy cây cần 1m8 mà nó nhẹ chỉ có 105g thôi thì quá trời nhẹ. Đó, cái này anh em về câu lua. Đó, anh em có cảm giác thôi thì cực kỳ nảy rồi. Đó. Cứng ra tầm khoảng L thôi nhé. Rồi giá công khai cây hàng hệ này, cây 15, giá là 3.3 nha mọi người, 3.3 cây số 15. Tiếp theo cây số 16. Cái 16 lên cho người vẫn một cây hàng hệ. Thì đây một cây cần của Gamakatsu. Đó. Đây một cây Gamakatsu hàng nội địa Nhật. Đây. Thì cây này dài sẽ là dài 1m8 nha mọi người, dài 1m8. Và nó lua từ 5 đến 25g, lai từ bè số 0.8 đến bè số 1. Mã có đầy đủ nhé, tem Nhật. Đó, hàng Gamakatsu nội địa Nhật. Và đặc biệt cái này là nó sở hữu phen là phen nòng súng đúng rồi, phen nòng súng. Và phen của nó sẽ là phen chân đen, phen rất là hiếm luôn. Cái này nặng chỉ có 120g thôi nha mọi người, nặng 120g, đọt của nó sẽ là 1.6. Đây phen xích mọi người, phen xích nòng súng Fuji nè, nè lõi xích. Ôi phen rất là đẹp. Cây này anh em có thể về lua lóc mà dạng anh em lua nhái hơi nhá, lua màu giả rất là chuẩn chỉ luôn nha mọi người. Đó. Anh em có thể câu mực. Đó. Đây xít nhá, cuộn chống sẵn. Hoặc anh em câu cá chép, câu cá chép, cá chê dịch vụ. Đó. Câu cá chép, câu cá chê là xây 2m4 này là hết bài rồi. Cần carbon sẵn nha mọi người. À, nó có xe sẽ ít một vài điểm thôi, tổng thể còn lại rất là đẹp. À, xịn so nhất là bộ phen đây, sự gấp là bóng bao dày. Rồi giá công khai cho số 16, giá là 2.7 đúng rồi, 2.700k cộng ship cho số 16. Tiếp theo cây số 17. Cây 17 lên cho mọi người một cây cần bạo lực, cho anh em thích bạo lực câu lóc nè. Cơ 7 lên cho mọi người là một cây cần của hãng Majorap. À, Majorap. Một cây Majorap Seawatch. Và cây được sản xuất tại Việt Nam nha mọi người. À. Và cây này mình lấy từ thị trường Nhật về, nó còn tối luôn.
Đây, phôi của nó sẽ là phôi carbon sóng quăng nhé. Bát sẽ là bát Fuji. Này, phôi sẵn rất là đẹp. Phen của nó là sẽ là phen xít nha mọi người, phen xít buộc trong sẵn carbon sóng tay ngọn. Và cây này dài là 2m11 nha mọi người, dài 2m11, nặng là 168g. Đọt của nó là đọt 2 ly, đọt 2 ly 5 nha mọi người, đọt 2 ly 5. Và cái này chuẩn về cho anh em câu lốc bạo lực, câu nhá thật. Và nó lua từ 7 đến 21g, line từ 6 đến line từ bê số 4 đến bê số 6 nha. Đó, độ cứng của nó tương đương với M. Và cái này dàn hàng trưng bày còn rất là mới luôn. Đó, cái miếng siêu ở đây chưa tháo nữa nè. À, rồi giá công khai cái số 17, giá là 2.3 người, 2.3 cái số 17. Tiếp theo cái 18, cái 18 lên cho người một cây cần máy ngang, một cây hàng của hãng Cork Majorat Corkis. Thì cái Corkis này thì điểm đặc biệt của nó sẽ là bát, cái bát nó là bằng gỗ rất là đẹp, phôi là phôi phôi màu đỏ đó mọi người. À, phôi này ra nắng là hết bài luôn, rất là đẹp luôn. À, một số anh em đánh thì phản hồi rất ok, độ nảy tốt, giữ cá tốt. À, đây lớp trên đây dạng sẵn dạng kim cương nè. À, rất là đẹp. Phen của nó sẽ là phen xít nhé, phen xít phôi rất là đẹp. À, mà do rap độ cứng cái này, độ cứng M nha mọi người, độ cứng M. Và cái này nó dài, nó dài là 1m89 nha mọi người, dài 1m89, độc 1 ly 8, nặng là 115g. Và cái này độ cứng của nó sẽ là độ cứng M, nó lua từ 7 đến 21g, like từ 10 đến 16 lb, từ 7 tới 21g. Thì anh em đã đọc câu nhá thật ok rồi. Đó, câu lóc tìm cao lóc điểm ngon lành. Rồi giá công khai cái số 18, giá là 2.000.000 người, 2.000.000 18. Tiếp theo cái 19, cây cuối cùng, cây 19 lên cho mọi người là một cây cần của hãng Kencat. Thì cây này mình bán khá là nhiều. Đó, chuyến này cũng về được một cây, và một cây dạng cây này thì rất là đẹp. Thì đặc biệt của hãng Kencat này thì phen của nó sẽ là phen xít mọi người, phen xít trăng gòn. Đó, rất là đẹp. Cây này thì anh em câu thì không sợ đụng hàng luôn. Đây, Pussy nhé. Cây này thì tổng thể ngoại hình nó ra tầm khoảng 93% nhé, 93-94%. Đây, Kencat. Cây này được sản xuất tại Hàn Quốc nha mọi người, Hàn Quốc xuất cho thị trường Nhật. Và cái này dài là 3m3, nặng là 340g, độc của nó sẽ là 2 ly. Và cái này lua từ 10 đến 40g nha mọi người, lua từ 10-40g cho anh em câu gần, câu cá chép, câu lóc. Đó, câu lóc thì cái này anh em có thể câu dạng anh em đánh nhẹ nhàng, chứ không phải cái này không phải là hàng bạo lực nha mọi người. Đó, anh em câu cá chép, câu lằn xe, câu ngâm thì cũng rất là ngon. Đây, ố xin luôn. À, 1m33, rất là đẹp cái cần. À, rồi giá công khai cây số 19, giá 1.900.000 luôn nha mọi người. À, giá công khai 19, 1.900.000, một cái cần rất là đẹp, phen rất ok. À, tất cả phen này thì đảm bảo mọi người là chưa bị oxy quá hoặc ca ten nhé. Đây, rất là đẹp luôn. Rồi, đó tổng cộng là 19 mã cần và máy câu lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng có thể để lại shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.